Năm hết Tết đến, chúng tôi quyết định mở một cuộc điều tra để xem đồ ăn Tết xưa hay đồ ăn Tết này, đồ ăn nào hấp dẫn hơn. Ai chiến thắng theo như tôi công bố thì sẽ nhận được về phần thưởng, đó chính là chiếc lì xì này. Có vẻ nhiều đó. Kẹo à? Công bố cho quý vị và các bạn biết phần thưởng của chúng tôi đấy. Tổng cộng ở đây là 2.502.000, tức là 2.700.000. Đây chính là tiền được trích ra từ quỹ trái tim gacha. Thế là tiền của mình đây. Các bạn đã sẵn sàng để giới thiệu cho chúng tôi 3 vòng các đồ ăn Tết xưa và nay chưa? Sẵn sàng ạ. Thả lấy lại được còn hơn không đâu anh trai. Tao đánh giá cái điểm của mày là mày không nhiệt tình cho lắm. Nào, sẵn sàng chưa? Quá sẵn sàng luôn ấy. Ôi dồi ôi, tiền. Tuyệt vời quá. Này, cho chiếc 2 lít. Cho chiếc 2 lít. Mày đi. Mà cái sự nhiệt tình sẽ được chúng tôi đánh giá thông qua câu chuyện cảm xúc, món ăn hấp dẫn. Và cuối cùng đó chính là tinh thần nồng nhiệt. Nghe hay không? Tuyệt vời. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên, những món nhắm ngày Tết. Đầu tiên, giới trẻ ngày nay mang đến món nhắm nào? Dạ đây ạ. Ôi. Cái này... Tên gọi của nó là gì thưa anh chị? Cái này tên gọi của nó là lộc ạ. Đây ạ, vâng. Lộc lá. Mẹ nó nhạt nhẽo nhỉ. Bình thường cái này mẹ em sẽ mua kèm với một chai rượu vang. Ai chà. Thế trong này nhiều cái cụ thể nó là có cái gì? Nó có sô-cô-la. Vàng. Và sô-cô-la. Nhiều viên sô-cô-la. Nhưng mà cái này với cái chai rượu vang mẹ từ từ mới phải nghe hết. Bình thường cái này với cái chai rượu vang mẹ sẽ để trên bàn thờ nguyên một tháng. Thế rượu vang đâu? Không đủ tiền mua. Nói chung là dựa trên 3 tiêu chí là sự nồng nhiệt là không có rồi này. Cái thứ hai là cái câu chuyện cảm động là cũng không có rồi này. Thứ ba, bây giờ chúng ta xem đồ ăn hấp dẫn là như nào. Nào bỏ xuống đi còn gì nữa. Đó. À, thì ra đây là sự... Ui, Lucky Go à? Vâng, đồ bây giờ nó xính ngoại lắm anh. Hay chả, nó có 3 màu luôn à? Đây, à, 3 vị này là 3 vị khác nhau. Đúng rồi, nó là sô-cô-la thật nhưng có 3 vị khác nhau. Đầu tiên là chúng ta thử màu xanh đi. Rồi. Ngửi mùi biết ngay bánh quy rẻ tiền luôn. Đó, ba mùi lại. Dâu này. Ôi, đây, cắn thử miếng. Bây giờ đồ chỉ để trên bàn thờ thôi. Ngọt. Ngửi mùi là biết là bánh quy rẻ tiền luôn đấy. Nhưng mà mày mua này bao tiền? 60.000. Bây giờ Tết nhất đến nơi mình phải tăng giá lên chứ. Bây giờ trẻ không phải mình nó luôn thế sao? Rồi mắc cái gì mày mua mỗi lộc? Tại vì nó chỉ có lộc thôi, phúc với tài không tìm thấy. Phúc... Em mà tìm thấy là... Cái gì? Phúc với gì? Phúc lộc tài. Không tin đó, nó không còn thọ đâu. À, thọ luôn. Cái đà này, để bọn Z nó sống thêm một mấy thế hệ nữa. Thì... Tam đa nhà mình là thành tứ đa đấy. Anh biết tứ đa là gì không? Phúc lộc. Này ăn. Đấy. Ăn nốt cái bánh quy của mày đi. Thành chán thế. Vỏ tiếc luôn này. Đó là nhựa mà. Chắc là 60.000 tiền hộp bánh thì 50.000 tiền vỏ. Ok, tôi đã có quyết định của mình. Ngay sau đây, xin mời anh Đức giáo sư hãy cho tôi những món nhắm diệu kỳ. Ok. Đấy, xin giới thiệu với anh Long và chị Chi. Đây là hạt bí thần kỳ xích lại gần nhau. Đó, có cái hạt bí này vào là ngày Tết các cô, các chú, các bác, các cháu, các em vừa hát karaoke, vừa cắn hạt bí là nhấp ngụm chè, quá tuyệt vời luôn. Đúng, cháu Lê Trung Đức là 30 tuổi, bắt đầu là về quê nào. Ơ, Đức à. Lâu lắm rồi mới gặp thằng Đức. Ôi dạo này chung đẹp trai cao giáo ghê á. Cụ này hơi già rồi vậy. Tầm này tuổi mà chưa có người yêu hẳn là phải giàu lắm à. Quen lắm đúng không? Ê, một cái câu nói x3 sát thương. Cụ láo lịch. Thế thằng cu Đức, mày lại không, mày học tây học ta, mày làm ở chỗ anh Long khoa học mà mày lại không học được gì ở cái anh Hoàng Lôn Chát Boy ở đó.
Anh ấy là tiến bộ lắm của. Nghe nói anh ấy vừa mới đổi người yêu đúng không? Ui, anh ấy là ngày nào cũng có 2-3 người yêu chứ không một đổi. Ờ, đấy, con nhà người ta thì đấy, chỉ với qua một vài cái hạt bí bùi thơm ngậy này thôi mà chúng ta đã có bao nhiêu cái thứ để mà nói rồi. Đúng vậy. Câu chuyện đầu năm à. Nó nói xong rồi coi như dấu chấm hết cho cuộc hội thoại luôn đấy, đúng không bọn trẻ? Và sau đây, tôi xin công bố phần thưởng cho vòng đầu tiên này có tổng giải thưởng lên đến 500.000 đồng. Wow. Và tất nhiên rồi, câu chuyện của anh Đức chiến thắng rồi trên cái cục vàng kia. Anh ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những món kẹo bánh hồi ức. Ở vòng này các thí sinh sẽ lần lượt đưa ra từng món một đại diện cho các món kẹo bánh thần kỳ. Hai người đã hiểu luật chơi chưa ạ? Hiểu ạ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lượt đầu tiên của thế hệ 2000. Vâng, thưa anh Long và chị Chi, tôi đã đem đến đây bắp dẻo kẹo ngô. Ở chỗ tôi nó gọi là kẹo ăn mộng tuổi thanh xuân. Đúng vậy, đây là món kẹo premium và thường xuyên xuất hiện ở trong các cái mâm mời khách mặc dù không ai đòi hỏi. Chắc chắn xuất hiện chứ không phải là thường xuyên xuất hiện. À, anh Đức biết không, có một thông tin là từ những năm 2002 cho đến 2004, đây là một trong những cái thể loại kẹo best seller tại quán nhà ông Trung đầu ngõ nhà tôi. Khi cái quán đấy nó chỉ có kẹo ngô là cái thứ kẹo có thể ăn được ở trong cái quán. Còn những loại kẹo ăn mộng khác nữa cơ. Đây là cái kẹo mà tại sao tôi gọi là ăn mộng, là bởi vì cái ông Năm nhà hàng xóm là tôi. Ông Năm. Ông Năm. Tôi xin được biết tên ông ấy. Ông thường xuyên rất là yêu quý các cháu trẻ nhỏ, đặc biệt là tôi và cái thằng bạn. Và ông quý đến mức mà ông cứ ế cái món này là ông gọi chúng tôi là bắt ăn. Đây, và để cho Gen Z, mày đã được ăn kẹo ngô chưa? Có, em ăn rồi, em ăn vài lần. Thế thôi nhỉ? Vài lần, mày ăn vài lần thôi. Đúng rồi, ăn đi con, đây bây giờ ta sẽ ăn cosplay, ta để cosplay lại ông Năm của trời. Nó vẫn giống nhưng mà cái kẹo ngô ngày xưa trông nó cam hơn. À ừ, nó có cái viền cái thời ngày trắng. Xưa là cái kẹo ngô nó thơm lắm. Nó ăn vào cắn xong bắt đầu càng trở về những năm gần đây thì nó bớt thơm đi và cắn vào bắt đầu nó cảm thấy vị đường nhiều hơn. Đây. Thằng cu lâu ngày về bác cho miếng kẹo này, ăn đi con. Đây là bác Năm nữa hả? Ừ, đấy, ăn đi con. Sao quá, nó không còn cái vị như ngày xưa. Ăn đi con. Được rồi, em biết sao anh ám ảnh rồi đấy. Được rồi, một cái thôi. Thôi ăn đi. Ngày Tết ngày nhất bác mừng tuổi, ăn đi. Lâu lắm mới về thăm nhà. Lâu lắm mới về. Ăn đi con, ăn kẹo nha con. Được rồi. Ăn đi không con. Ăn là ông ăn buồn lắm. Ăn đi, nhà ông không thiếu gì ngoài kẹo ngô đâu. Trong dạo này khổ thân với cháu gái tôi. Ui, gầy nhìn quá, gầy dọc cả đi. Nào ăn chiếc kẹo ngô nữa nào. À, hết kẹo đi. Ôi, sao lại bỏ mứa thế này. Nào, không ổn đâu. Nó đang của thế hệ trước, không nên để lại ở thế hệ này đâu. Này thấy. Ê, ngày xưa mà từ chối là các cụ đánh rồi đấy. Mày là đi thành phố về xong bắt đầu mày kén cá chọn canh, mày quên mất quê hương à? Trên thành phố có cái gì ăn đâu, toàn là những cái món hóa học. Toàn là mấy cái món hóa học. Về này ngô là ngô thật, tao mất hẳn những 15.000 tao ra quán Đông Trung mua đấy. Sau đây, câu chuyện ngày Tết của người trẻ sẽ như thế nào? Để đấu lại món bánh kẹo. Em sẽ đem đến một món giao thoa của hai thế hệ. Đây ạ, bánh gấu. Không giao thoa sao? Bình thường nhất cái tầm của em với cái tầm anh chị tầm trên em là đều ăn cái này. Mọi người không ăn bánh gấu sao? Ơ không, không có á. Có không? Thôi được rồi, mày hãy kể câu chuyện liên quan đến bánh gấu đi ạ. Câu chuyện liên quan đến bánh gấu là ngày xưa khi mà hồi bé thì cái bánh gấu này ở trên cái bàn trà. Hình như em nhớ được vị nó không ngon lắm. Bố lại mày. Có mà kiểu ở Hạ Long bọn em là rất chuộng luôn ấy. Trẻ con. Trẻ con chúng mày. Con Hạ Long là chuộng bánh gấu. Vâng. À. Vẫn như em tưởng tượng như ngày xưa vậy, nó không ngon lắm. Ừ, nhưng mà con nhận là đồ ăn của bọn trẻ con thì chất lượng hơn hẳn kẹo ngô nhỉ. Thôi đấy. Giá mà ngày xưa có mấy cái kẹo mà thơm thơm ngậy ngậy như này thì đã không ám ảnh với ông Năm hàng xóm rồi.
Những đấy là ký ức tươi đẹp, nhưng không phải là ác mộng thời thanh xuân. Được không ngon nào? Được, ngon. Về hương vị thì cái bánh gấu bùi ngại này nên được thay thế vào cái kẹo ngô này. Đúng rồi, nhưng mà kẹo ngô này là bác tặng cháu rồi. Cái này chắc là cháu cũng tặng bác thôi. Không, cháu không tặng. Biếu. Trẻ con không biết tặng đâu. Thằng này vô lễ. Anh dạy mày là đi nhà người lớn là phải trăng rành với ông già hả? Ông đã tặng cho cái bánh ngô rồi. Ông tặng cho cả cái túi kẹo ngô gì đó. Nhưng mà cháu không thích cái này. Nó không thích. Đấy, không thích thể hiện ra mặt luôn. Láo. Láo. Thật. Mất dạy. Đấy, ủa, người ta nói là không thèm nói lại. Vâng dạ, vâng dạ. Nhưng mà mặt cứ trơ ra. Nhưng mà sao? Con xin hai ông cho con xin phép được về ạ. Dạ, đó. Nói một câu là cãi một câu, cãi không được là đòi đi về. Không thể hiểu được cái con trẻ. Cụ sinh, các cụ sinh giờ nào. Tao xin được con cua. Nhưng mà về hương vị thì bên bánh gấu là lấn át hoàn toàn. Ok, đúng. Vậy nên phần thắng sẽ được nghiêng về anh có muốn là ta làm. Tôi xin hiến tế là hai cái gõ mu bàn tay. Gõ mu bàn tay. Rồi. Ok. Cái cụ này già rồi mà nó phong độ thế. Cụ này dương sinh xuân và ngày nào cũng dương sinh ở đình. Tao còn chưa hú, mày hú cái gì? Cụ cháu chở. Thế gì? Cái mic đây để thu tiền. Đấy, thấy không? Phải tao 10 cái tao lấy 1 Đúng rồi, mày phải cháu chở lên.